Sáng ngày 23 tháng 3, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2023. Đồng chí Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp tham dự còn có đồng chí Trần Thị Hà, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Hiệu Đính, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Ngô Sĩ Long, trưởng Ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, trưởng phó cấp Ban Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng Tài nguyên Môi trường, chi cục thuế khu vực Bắc Giang Yên Dũng, Trung tâm bơm tiêu thoát nước đô thị thành phố, cùng lãnh đạo các phường Hoàng Văn Thụ, Lê lợi và Thọ Sương ở nội dung yêu cầu chất vấn tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề nghị Chi cục thuế khu vực Bắc Giang Yên Dũng báo cáo việc giá thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cao và không đồng đều. Việc thu thuế đất phi nông nghiệp còn nhiều bất cập. Nội dung thứ hai là yêu cầu giải trình về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong đó, cử tri Phường Thọ Sương đề nghị kiểm tra đấu nối hệ thống thoát thải khu dân cư cống ngóc bến xe để đảm bảo tiêu thoát nước. Còn đối với ý kiến của cử tri phường Lê Lợi, đề nghị nâng cấp công suất trạm bơm và xây dựng cống hộp đối với đoạn mương dẫn vào trạm bơm đồng cửa để giảm thiểu ô nhiễm môi trường quanh khu vực. Kết luận về các nội dung chất vấn tại phiên họp, trong đó đối với nội dung việc giá thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cao và không đồng đều, cùng việc thu thuế đất phi nông nghiệp còn nhiều bất cập. Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho rằng, Thời gian qua, việc đề xuất lập bảng giá đất chưa thực sự phù hợp, dẫn tới việc tính áp giá thuế đất đối với một số tuyến đường phố chưa phù hợp. Để khắc phục vấn đề này, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giao Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố chủ trì phối hợp với các phường xã ra soát lại các tuyến đường, từ đó xem xét có những tuyến đường nào chưa phù hợp về giá đất và cách tính thuế thì kịp thời tổng hợp kiến nghị để điều chỉnh. Còn đối với nội dung yêu cầu giải trình về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri hai phường Thọ Sương và Lê Lợi, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu việc trả lời ý kiến cử tri phải thực hiện rõ ràng về tiến độ thời gian thực hiện. Cũng tại phiên họp thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong tháng 3 và triển khai chương trình công tác tháng 4.